Barrel không nhận mình xuất sắc nhất, so sánh liên minh như các thế hệ Pokemon. Barrel mới đây đã có buổi stream trả lời câu hỏi từ fan. Tuyển thủ hỗ trợ này đã chia sẻ khá nhiều điều về chức vô địch thế giới, dự định tương lai và những chi tiết quan trọng trong liên minh. Khi được một fan hỏi rằng liệu anh có phải là tuyển thủ xuất sắc nhất khi có thêm một chức vô địch thế giới trong một đội tuyển khác, Barrel nhanh chóng phủ nhận và đưa ra lời giải thích hết sức sâu sắc. Chắc chắn tôi không phải xuất sắc nhất rồi, mọi thứ đều có những thế hệ khác nhau của nó, như Pokemon chẳng hạn. Ca sĩ, vận động viên thể thao, những người làm giải trí đều có những cái tên xuất sắc trong từng thế hệ khác nhau. Nói về ca sĩ nữ thì hiện là IU này, còn nam thì chắc chắn là BTS. Tuy nhiên, mỗi thế hệ khác nhau đều có những đại diện xuất sắc khác nhau. Tôi nghĩ tuyển thủ liên minh chuyên nghiệp cũng tương tự. Trong từng thời kỳ sẽ có các tuyển thủ xuất sắc khác nhau. Tuy nhiên, tuyển thủ nào có được khả năng hút fan mạnh nhất, có tài năng và bỏ qua mọi khoảng cách về thế hệ thì đó là người vĩ đại nhất. Tất nhiên, người đó không phải là tôi rồi. Các fan đều đồng tình với ý kiến này và cho rằng người Barrel nhắc tới không ai khác ngoài Faker. Rõ ràng, sự xuất sắc của Quỷ Vương suốt thập kỷ vừa qua khiến không ai có thể phủ nhận được. Ngoài ra, Barrel cũng tiết lộ mình đã ký xong hợp đồng mới, còn với đội tuyển nào thì phải chờ thông báo chính thức.